Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 69 Tiên Hạc Thần Châm, tác giả Ngọa Long Sinh, diễn giả đọc Chương Vũ. Thấy Ngọc Tiêu tiên tử thoát khỏi Dũng Sình, Mã Quân Vũ mới buông dây ra, thì lúc đó tảng đá đã rơi gần đến đầu của chàng rồi. Chỗ chàng đang đứng là một mỏm đá, chung quanh hàng mấy trượng không chỗ ẩn núp. Trong cơn nguy cấp ấy không biết làm sao, chàng liều lĩnh dẫn hết nội lực vào tay trái đánh ra một chưởng. Chưởng phong dù dù tung ra, đồng thời tay mặt của chàng cũng dẫn nội công vào mũi kiếm chặt ngang một đường. Sức mạnh của chàng đủ sức đánh bạc cả tảng đá rơi sang một bên không trúng mệnh của chàng. Ngọc Tiêu tiên tử đang lo lắng thấy Mã Quân Vũ dùng chưởng và kiếm hất đá thoát ngay. Nàng vừa mừng vừa kinh hãi. Nàng kinh hãi vì không ngờ võ công của Quân Vũ tiến bộ đến mức đó. Thoát được tảng đá, Mã Quân Vũ vẫn lo lắng đưa mắt nhìn Ngọc Tiêu tiên tử. Chàng sợ Ngọc Tiêu tiên tử xa vào dùng bùn nữa. Ngọc Tiêu tiên tử đứng khoan khoái tiến đến bên Quân Vũ mỉm cười và nói: "Hôm nay thiếu hiệp không muốn để cho ta chết, thì cái sống của ta có lẽ làm cho thiếu hiệp nhọc nhằn rắc rối sau này." Tùy miệng nói với Quân Vũ, mà chân của Ngọc Tiêu tiên tử không dừng bước. Nàng lao mình nhảy lên vách đá cao trước mắt. Mã Quân Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy ở trên đỉnh núi có hai tên đại hán mặc đồ đen đang đứng nhìn sừng sững như hai pho tượng đá. Chàng lẩm bẩm: "À, hai tên này đã định ý lăn đá đè ta, và Ngọc Tiêu tiên tử đã thấy trước." Thân pháp của Ngọc Tiêu tiên tử vô cùng ảo diệu, vách đá đứng sững như thế mà nàng lướt lên như gió. Thân hình của nàng chập chờn như một cái bóng mờ, chân không chấm đất. Chỉ loáng mắt thì Ngọc Tiêu tiên tử đã leo lên đến cao cách chỗ Quân Vũ hơn mấy trượng rồi. Quân Vũ không muốn đứng đó nhìn nên vội đề khí đuổi theo. Thuật khinh công của chàng lúc này cũng đã đến mức tinh vi không thua gì Ngọc Tiêu tiên tử. Chàng chỉ lách mình một cái thì đã vượt lên hơn 4 trượng cao. Hai tên đại hán áo đen đứng trên đỉnh núi vẫn trầm lặng không hề nhúc nhích. Khi hai người đến gần mà họ không hề có một cử chỉ nào đề phòng hoặc phản ứng. Thế thế cho nên Ngọc Tiêu tiên tử đưa tay cản Mã Quân Vũ lại và nói: "Hãy đề phòng, thiếu hiệp chuẩn bị tiếp ứng để ta đến gần xem hai tên này có âm mưu gì đây." Quân Vũ gật đầu nói: "Ngọc Tiêu tỷ tỷ, tại sao hai tên đó lại đứng yên bất động? Có lẽ nào chúng lại gan lì đến như thế?" Ngọc Tiêu tiên tử không đáp, chỉ lướt mình một cái đã đến trước mặt hai đại hán. Quân Vũ không nỡ để cho Ngọc Tiêu tiên tử mạo hiểm một mình, nên cũng vội xông đến ngay. Hai người đã đến trước mặt mà hai tên đại hán áo đen vẫn đứng trơ trơ như trước. Mặt của họ không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Tiêu tiên tử cao đôi mày liễu quát mắt nhìn hai đại hán rồi nói to: "Ồ, chúng nó đã bị ai điểm quyệt rồi?" Mã Quân Vũ thở phào một cái và nói: "Nếu hai người này không bị điểm quyệt, cứ tiếp tục lăn đá xuống thì chúng ta lâm nguy rồi. Đây chắc là có người nào đó đã ám trợ cho chúng ta." Ngọc Tiêu tiên tử trố mắt nhìn quanh, rồi bóng nàng kêu á lên một tiếng, đưa tay chỉ xuống sườn núi nói với Mã Quân Vũ: "Kìa, họ là ai thế?" Mã Quân Vũ đưa mắt nhìn theo, thấy dưới sườn núi có hai người mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm sáng quắc, đang đánh dơi đám đại hán áo đen. Kiếm thế của hai người này rất lợi hại, kiếm quang bao phủ cả một vùng lóng lánh. Tuy phải đấu với số đông người, nhưng hai người mặc đạo bào vẫn không hề có chút nao núng. Mã Quân Vũ nhìn qua rồi quay lại nói với Ngọc Tiêu tiên tử: "Bất kể là ai, nhưng hai người này đã giúp chúng ta không thể đứng đây mà ngó được." Dứt lời, Quân Vũ tung mình chạy xuống sườn đồi. Ngọc Tiêu tiên tử cất giọng cười lanh lảnh nói: "Thiếu hiệp, hôm nay thiếu hiệp thấy hứng thú thì hai ta hợp thủ, đại khai sát giới một bữa đi." Vừa nói Ngọc Tiêu tiên tử vừa nói gót đuổi theo, chẳng mấy chốc thì hai người đã đến chỗ xảy ra trận đấu. Hai người mặc đạo bào đang hăng say múa kiếm, bỗng nghe có tiếng gió lướt đến. Họ biết ngay là ai rồi. Người đứng bên mặt vừa đánh vừa hỏi Quân Vũ: "Sao, đại tỷ tỷ của Vũ đệ không cùng đến đây sao?" Mã Quân Vũ giật mình, té ra người đó là một thiếu nữ, nàng lại chính là Lâm Ngọc Bích. Tùy miệng nói mà tay không ngừng kiếm,
Lời nói của nàng chưa dứt thì mũi kiếm của nàng đã đâm vào bụng của tên hán tử té nhào xuống đất. Quân Vũ la lên: "Ồ, Lâm sư tỷ!" Bỗng chàng liếc mắt thấy người đứng bên trái cũng là một cô gái, nàng đó chính là Lý Thanh Loan. Vì lúc này Lý Thanh Loan mặc đạo bào nên trong qua không thể biết được. Không đợi cho Quân Vũ nói lời nào, Thanh Loan đã ngừng tay kiếm nhảy đến trước mặt của chàng và nói: "Bích sư tỷ có nói với muội là Vũ huynh thế nào cũng tới đây. Lời nói của Bích sư tỷ quả thật không sai." Quân Vũ muốn đáp lời nhưng hình như có một vật gì đó chặn nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Bọn đại hán đang đánh với hai người kia, bất ngờ Thanh Loan bỏ đi thì còn Lâm Ngọc Bích. Chúng thừa thế mà tung vũ khí áp đảo Lâm Ngọc Bích tơi bời. Đường kiếm của Lâm Ngọc Bích tuy có sắc sảo thật nhưng cũng khó mà cự lại số đông người đó. Ngọc Tiêu tiên tử đứng sau lưng của Mã Quân Vũ, thấy Quân Vũ và Thanh Loan hoan hỷ chuyện trò với nhau, không chú tâm đến trận chiến bèn xen vào và nói lớn: "À, các người cứ vui vẻ chuyện trò với nhau cho thoải mái đi, bọn hán tử này cứ nhường lại cho ta là được." Chưa dứt lời, Ngọc Tiêu tiên tử đã dung Ngọc Tiêu nhảy sổ vào giữa trận múa dung dút. Chỉ loáng mắt nàng đã tung ra ba đòn ác liệt và hai tên hán tử bị thảm bại dưới thiết địch của nàng. Tiếp đó có mấy tiếng rú lên chát chúa, hai hán tử nữa lại bị Ngọc Tiêu tiên tử đánh bật ra ngoài vòng chiến. Bọn hán tử này cũng thuộc về hạng khá trên giang hồ, nhưng có ngờ đâu Ngọc Tiêu tiên tử lại là một nữ ma đầu từ trước đến nay vang danh trong thiên hạ, mà ai nghe đến tên của nàng cũng phải kinh khủng. Tuy bị đại bại nhưng trước một phụ nữ mảnh mai, bọn hán tử không thể nào bỏ chạy một cách nhục nhã. Chúng liều lĩnh hè nhau xông tới bủa vây Ngọc Tiêu tiên tử. Trong lúc đó thì Quân Vũ và Lý Thanh Loan coi như quanh mình trời đất không còn có ai nữa. Họ đắm đuối nhìn nhau như muốn thổ lộ những gì nhớ nhung đau khổ trong xa cách. Quân Vũ quần áo dính đẫm bụi bụng. Thấy Thanh Loan muốn dựa vào mình của chàng, chàng sợ làm bẩn cả quần áo của Thanh Loan. Chàng toan đưa tay ra đẩy nhẹ nàng ra, thì đã nghe nàng cất tiếng thỏ thẻ: "Vũ ca, những ngày xa cách đối với muội như vài năm đăng đẳng vậy, lúc nào muội cũng mong nhớ huynh. Sau này huynh có thể đánh muội, mắng muội nhưng huynh đừng xa muội nữa." Nàng vừa nói vừa chống mũi kiếm xuống đất, vừa tựa lưng vào Quân Vũ. Nàng chỉ muốn nói qua vài câu nhưng cũng đã đổ trút cả một nguồn ân ái đối với chàng rồi. Dẫu Quân Vũ là một con người có trái tim bằng sắt đá cũng không thể nào không lay động trước những lời thành thật vừa thốt ra của Lý Thanh Loan. Chàng bẽn lẽn chỏ miệng vào tai của Thanh Loan rồi nói nhỏ: "Loan muội, huynh đã có một hành động sai lầm mà huynh chưa hề nói với muội." Thanh Loan liếc đôi mắt đen lái nhìn chàng rồi lắc đầu nói: "Không cần phải nói nữa, dẫu huynh có làm lỗi điều gì muội cũng bỏ qua." Bỗng nghe Ngọc Tiêu tiên tử hét lên chói lói: "Ác tặc, các người dám đào tẩu sao?" Tiếng nói của nàng mỗi lúc mỗi xa dần. Quân Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy thân hình của Ngọc Tiêu tiên tử như một chiếc bóng mờ đang đuổi theo bọn hán tử truy sát. Bọn hán tử sợ hãi bỏ chạy mỗi đứa một nơi. Bây giờ Lâm Ngọc Bích không đuổi theo địch, quay lại chỗ Thanh Loan và Quân Vũ đứng trố mắt nhìn hai người. Lý Thanh Loan thấy Lâm Ngọc Bích đứng trước mặt dội rời Quân Vũ, đưa mắt nhìn về phía trước, thấy hơn 7-8 cái xác chết của địch mà Ngọc Tiêu tiên tử vừa giết đó nằm ngổn ngang máu tuôn xối xả. Nàng động lòng thương xót nói với Lâm Ngọc Bích: "Lâm tỷ tỷ, những người này đối với chúng ta vô thù vô oán, chẳng qua cũng chỉ vì cuộc giao tranh mà bị rủi ro, vậy chúng ta cũng nên chôn cất cho họ kẻo tội nghiệp." Lâm Ngọc Bích mỉm cười chưa kịp đáp thì Quân Vũ đã xen vào: "Loan muội vẫn chưa mất hẳn lòng nhân, quả trời phú vậy. Lâm sư tỷ, chúng ta nên chiều ý Loan muội làm việc này đi." Vừa nói chàng vừa bước đến nhặt các cái xác chết rồi đào hố chôn. Thanh Loan và Lâm Ngọc Bích cũng vui vẻ cùng nhau cộng sự. Chẳng bao lâu ba người đã chôn xong các tử thi đó. Lâm Ngọc Bích cất giọng buồn buồn nói với Quân Vũ: "Vì muốn tìm gặp Vũ đệ mà trước đây một tháng ta đã cùng Loan muội lên đường đi Kim Bắc. Kể ra trời cũng không phụ lòng, Loan muội nên mới xui khiến gặp được Vũ đệ đây. Chẳng ngờ..." Nói tới đây Lâm Ngọc Bích như nghẹn ngào. Mã Quân Vũ vội hỏi: "Sao?" Lâm Ngọc Bích ấp úng nói: "Chẳng ngờ Vũ đệ lâu nay đã theo Ngọc Tiêu tiên tử. Ôi tình đời khó mà giảng giải được.
ta khá khen Vũ Đệ là một chàng trai diễm phúc được lắm người yêu chuộng. Câu nói như hờn căm trách móc làm cho Quân Vũ không chịu nổi. Chàng nói vội: "Sư tỷ đừng lầm, ta..." Lâm Ngọc Bích không thèm nghe lời chàng nói, ngẩng mặt lên trời cười một tràng cay đắng và nói: "Thôi thôi, không cần chối. Ta cũng không trách móc Vũ Đệ đâu. Có điều ở trong đời ta đã bị ái tình khinh bạc, nên đối với những hạng đàn ông bất nghĩa ta coi như kẻ thù. Đây ta giao lon muội cho Vũ Đệ, chỉ mong Vũ Đệ từ nay đối xử với nàng đừng quá bạc bẽo. Nếu Vũ Đệ có hành động không tốt với Loan muội thì chính ta sẽ là kẻ đứng ra trả thù đó." Lâm Ngọc Bích nói tới đây bao nhiêu lời rồi quay mình bỏ đi. Nét giận ở trên khuôn mặt của nàng cũng chưa phai. Nhưng nàng chỉ đi được có mấy bước liền quay đầu nhìn Quân Vũ và hỏi: "Tô Hùng đã bị chết thật rồi chăng?" Quân Vũ thở dài đáp: "Hắn bị té từ trên miệng hố sâu ngàn trượng, thật khó có thể sống được." Nhưng mặt của Lâm Ngọc Bích tái ngắt, đôi mắt của nàng sáng quắc như chứa đựng sự căm hận. Nàng mở miệng muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Thành Loan như hiểu rõ tâm sự của Lâm Ngọc Bích nên kéo tay nàng thỏ thẻ: "Bích tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại giận Vũ ca vậy?" Lâm Ngọc Bích cắn răng nhưng chưa đáp lời thì từ xa có tiếng rú vang đến. Ba người đều giật mình ngơ ngác nhìn về có tiếng rú đó. Mã Quân Vũ bị Lâm Ngọc Bích hờn trách và giận dữ, chàng không biết chọn lời nào để thanh minh cho hợp tình hợp lý. Đang lúc lúng túng, chàng lợi dụng tiếng rú ấy mà trỏ tay nói lớn: "Có lẽ Ngọc Tiêu tiên tử đang gặp phải cường địch, chúng ta mau đến đó xem thử." Vừa nói chàng vừa tung mình nhảy đi trước. Thành Loan thấy vậy cũng chạy theo. Lâm Ngọc Bích đang tức giận Quân Vũ, nhưng trước hoàn cảnh ấy nàng cũng tạm dằn lòng phi thân đuổi theo Lý Thanh Loan. Vừa vòng quanh qua khỏi đỉnh núi, cả ba đều nhận thấy một trận ác đấu đang diễn ra. Ngọc Tiêu tiên tử bị mười mấy tên đại hán đang vây phủ, nhưng mặt của nàng không có một chút sợ hãi. Nàng vẫn sử dụng Ngọc Tiêu dù đánh bên tả đỡ bên hữu một cách dễ dàng. Tuy nhiên đối với số đông người như thế kia, nàng muốn tẩu thoát thì không phải là một chuyện dễ. Bây giờ nàng đang hăng say chiến đấu, trổ hết các tài nghệ trong Mô Dân Thập Bát Chiêu ra công địch. Thân pháp của nàng cực kỳ ảo diệu, nàng luôn luôn bay lượn trên cao dùng Ngọc Tiêu áp đảo đối phương. Mười mấy tên hán tử kia mặc dù không phải là đối thủ của nàng nhưng vẫn cố gắng cầm chân, không để cho nàng được cơ hội mà bỏ chạy. Quân Vũ nhìn thấy Ngọc Tiêu tiên tử dùng môn võ công thượng thặng ra áp dụng trong một lối đánh bay bướm, chàng say sưa đứng nhìn như một pho tượng gỗ. Lý Thành Loan quay lại nói với Quân Vũ: "Vũ ca, huynh nên đến giúp nàng một tay để chúng ta sớm rời khỏi nơi đây." Quân Vũ mỉm cười gật đầu, rút kiếm phóng mình lao vào trận đấu. Vừa mới xuất thủ, chàng đã áp dụng ngay môn ngữ kiếm thuật, là môn mà chàng đã được Bạch Vân Phi truyền thụ. Một dòng hào quang trắng thoát bao trùm cả trận. Địch nhân đứng cách chàng đến 7-8 thước, nhưng đã bị mũi kiếm của chàng đánh dứt tới, thân mình của chúng đứt làm hai đoạn. Thật là một thế kiếm cực kỳ hiểm hóc mà trong giang hồ chưa thấy một ai áp dụng được. Bọn đại hán thấy Quân Vũ vừa nhảy đến đã hạ mất một tên, chúng thất kinh nhảy lùi lại một bước mở rộng vòng dây. Ngọc Tiêu tiên tử thấy chàng trợ lực có ý mừng thầm, nhưng lúc nhận ra chàng áp dụng môn kiếm pháp quá tinh vi làm cho nàng cũng phải giật mình đánh thoát một cái rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Lý Thành Loan thấy thế rèo to: "À, ngữ kiếm phi hành, môn võ này chắc Vũ ca đã học được của đại tỷ tỷ rồi." Lâm Ngọc Bích nghe Thanh Loan nhắc đến cái tên Bạch Vân Phi, bất giác nàng rùng mình thở dài một cái. Sắc đẹp khuynh thành của Bạch Vân Phi lại từ từ hiện lên trước mắt của nàng. Nàng nhìn Thanh Loan rồi liên tưởng đến cô gái đẹp lâu nay đã gần gũi Quân Vũ mà e ngại cho mối tình của Lý Thanh Loan. Giữa lúc đó thì ánh kiếm của Quân Vũ đã loang loáng công đến. Trong số trên 10 tên hán tử đang vây quanh đánh Ngọc Tiêu tiên tử đã tiếp tục thảm bại đến 3 tên. Ngọc Tiêu tiên tử một kích lối đánh ảo diệu của Quân Vũ vừa sợ vừa thích chí reo lên: "Thiếu hiệp, người đến giúp ta rất đúng lúc, chúng ta cùng nhau hợp sức giết chúng một trận cho xứng." Vừa nói nàng vừa vũ động Ngọc Tiêu trổ hết những tuyệt học trong Mô Dân Thập Bát Chiêu lao mình dung dúc. Nàng chỉ còn là một chiếc bóng mờ, lúc dương đông lúc kích tay, làm cho bọn hán tử rối loạn không biết đường nào nữa.
Thật là một lối đánh quái ác, chỉ loáng mắt nàng đã hạ hơn 7-8 tên đại hán. Chúng nằm giải đành đạch ở trên vũng máu tươi, số còn lại tuy chưa chết nhưng cũng bị thương tay chân tề bút. Một tiếng rú kinh hồn vang lên, tên cầm đầu trong bọn ra lệnh rút lui. Tức thì những tên còn lại đánh trả mấy đường kiếm rồi hè nhau bỏ chạy. Quân vũ thu lại đường kiếm không muốn đuổi theo. Nhưng Ngọc Tiêu tiên tử là một nữ ma đầu đa sát. Từ trước đến nay nàng đã từng xem chuyện đổ máu là một thú vui ở trên đời, nên dễ gì mà nàng chịu buông tha. Chớp mắt nàng đã hạ sát hết, chỉ còn sót lại có một tên lén lút chạy về phía đông bắc. Nàng đắc ý ngửa mặt lên trời cười một tràng lanh lảnh. Thì trong lúc đó, một luồng lửa xanh như điện chớp từ kẹt núi bắn xẹt lên trời, tỏa ra một vòng tròn ở trên không trung. Ngọc Tiêu tiên tử biết đó là tín hiệu của đối phương muốn cầu cứu nên không đuổi theo nữa. Tài Lâm Lâm cầm Ngọc Tiêu thủ thế quay lại rồi nói với Quân Vũ: "Thiếu hiệp, chúng ta cứ ở đây chờ bọn nó đến giết một trận nữa cho thoải mái." Mã Quân Vũ nghe lời khích lệ của nàng cũng nổi máu anh hùng, liền ứng thanh đáp: "Ít khi gặp dịp như vậy, tỷ tỷ đã dạy bảo tôi đâu dám từ chối." Chưa bao lâu thì đã nghe bên sườn đồi có tiếng quát lớn: "Nữ ma đầu, ngươi đừng cậy tài khinh thường bọn ta." Cái đó hơn 10 tên đại hán tay cầm binh khí nhảy tới. Bọn Ngọc Tiêu tiên tử quét mắt nhìn chúng một cách ngạo nghễ rồi nhúng mình một cái đã nhảy tới bọn người kia. Quân Vũ thấy thế cũng dung trường kiếm nhảy vào. Cả hai người đều sử dụng thân pháp tuyệt học nên bọn đại hán không biết đâu mà đề phòng được. Tội nghiệp cho mấy tên đại hán đó, chúng đâu phải là đối thủ của hai tay tuyệt học giang hồ. Chúng chẳng khác một bầy cừu con trước hai con hổ dữ. Ngọc Tiêu dung lên trường kiếm vừa vũ động thì đã có hơn 4-5 tên đại hán bỏ mạng rồi. Quân Vũ lúc đầu tuy còn hào hứng sát địch, nhưng sau đó chàng tự thấy không thể nhẫn tâm giết người một cách hèn mạt như vậy, nên quay đầu nói với Ngọc Tiêu tiên tử: "Thôi, chúng ta tránh đi là hơn." Không cần chờ cho Ngọc Tiêu tiên tử thuận ý, Quân Vũ đã nhảy ra khỏi vòng chiến trước. Ngọc Tiêu tiên tử không muốn làm phật lòng chàng nên cũng tung mình nhảy theo và gọi Lý Thanh Loan bảo: "Loan muội, muội cùng Lâm sư tỷ và Vũ thiếu hiệp đi trước, để ta dùng Ngọc Tiêu cản hậu cho." Thanh Loan nghe nói liền cầm lấy tay của Quân Vũ kéo đi. Quân Vũ dùng kiếm mở đường, chàng múa đôi trường kiếm loang loáng như ngân vũ phi tinh. Những tay đại hán này đều là những tên công lực thấp kém, dù muốn dù không cũng không thể nào cản nổi bước chân của chàng. Trong lúc bọn người của Quân Vũ sắp thoát khỏi sườn núi nơi vòng dây của bọn đại hán thì bỗng trước mặt hiện ra một bóng người. Người đó chính là khai bia thủ Cư Nguyên Phát, một trong ngũ kỳ phân cuộc của Thiền Lồng Bạc. Quân Vũ giật mình trước lối xuất hiện bất thần của Cư Nguyên Phát. Chàng thủ trường kiếm đề phòng, nhưng Cư Nguyên Phát không xuất thủ, chỉ nhìn thẳng vào mặt chàng và Ngọc Tiêu tiên tử rồi cười lớn nói: "Hân hạnh được tiếp đón hai vị có lòng dạ chiếu cố đến tệ bàn, thật là may mắn cho chúng tôi." Quân Vũ hạ trường kiếm xuống nhìn Cư Nguyên Phát và nói: "Cư phân cục chủ, chúng tôi không hiểu Thiên Long Bang đối xử với chúng tôi như vậy là dụng ý gì. Quý ban cuộc đã hẹn trước mời cửu đại môn phái chúng tôi đến đây đấu kiếm bàn chuyện anh hùng, lẽ nào quý ban lại đối xử hẹp hòi như vậy?" Mặt của Cư Nguyên Phát đỏ bừng, ông ta trầm lặng một lúc rồi đáp: "Mã thiếu hiệp, tại sao thiếu hiệp lại quán trách lão phu như vậy? Tệ bàn chẳng những đưa đệ tử ra nghênh đón mà còn có ý đem cặp tuấn mã ra đây đón rước hai vị nữa. Chẳng may giữa đường lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, lão phu đâu có ngờ. Hai vị đã sát hại hai đệ tử của bổn bàn kể đã quá lắm rồi, thế mà hai vị còn nhẫn tâm đuổi theo truy sát nhóm người đã có lòng tiếp đón mình thì thật là quá lắm." Quân Vũ không ngờ Cư Nguyên Phát lại có thể dùng lời nói điêu ngoa đến như vậy. Chàng toan lựa lời phản đối thì Ngọc Tiêu tiên tử chịu không nổi nữa, đã cười nhạt một tiếng và nói: "Từ phần cuộc, nếu biết điều thì đừng nên đứng trước mặt của ta mà nói khoác. Các người đã âm mưu đưa đệ tử ra ám hại chúng ta rồi đổ lỗi cho chúng ta là sao hả? Đừng hòng qua mặt ta, không có dễ dàng đâu." Cư Nguyên Phát bị Ngọc Tiêu tiên tử nhục mạ, lòng căm tức nổi lên. Tuy nhiên Ngọc Tiêu tiên tử lại nói đúng vào trọng tâm của lão.
nên lão không thể nào biện bạch được, đành nín thinh một lúc rồi mới hừ một tiếng nói: Ngọc Tiều tiền tử, ngươi không phải là người trong Cửu Đại Phái, vậy hôm nay ngươi lấy tư cách gì mà tới đây tham dự hội anh hùng hả? Ngọc Tiêu tiên tử ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ nói: Quý bàn cuộc mang danh tổ chức cuộc đấu kiếm để tranh tài trong võ lâm thiên hạ, nhưng anh hùng thiên hạ đâu phải chỉ có những kẻ ở trong Cửu Đại Phái. Khắp võ lâm những kẻ anh hùng đâu có thiếu. Quý bàn cuộc có dám thách cả mọi người hay không, hay là cũng chỉ bày ra cái trò lừa bịp để mua danh? Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Cư Nguyên Phát, không thể nào chịu đựng được nổi. Mặt của y đỏ lên và nói: Đại hội này tuy là nơi tranh tài của Cửu Đại Phái, nhưng bổn bàn chắc cũng không hẹp hòi gì. Nếu người có càng đảm dấn thần tới đây thì ta cũng vui lòng để cho ngươi được nếm cái mùi thất bại một phen cho biết. Bây giờ xin ngươi vui lòng theo ta, ta sẽ dẫn đến tổng bàn cuộc. Vừa dứt lời thì Cư Nguyên Phát đã phóng mình chạy trước. Thân hình của lão như một chiếc bóng quanh co theo một con đường nhỏ uốn éo theo đỉnh đồi. Mã Quân Vũ sợ Cư Nguyên Phát có mưu mô gì chăng, nên cứ đứng đó nhìn theo không tiến bước. Ngọc Tiêu tiên tử hiểu rõ tâm trạng của chàng nên quay lại nói: Mã thiếu hiệp đừng có sợ, cứ theo chân của lão đi. Quân Vũ nghe theo lời phóng mình chạy trước. Thanh Loan và Ngọc Bích đi ở giữa, còn Ngọc Tiêu tiên tử thì cầm Ngọc Tiêu theo sau để đề phòng biến cố. Cư Nguyên Phát chạy chừng 30-40 trượng thì đường núi mỗi lúc mỗi quanh co hiểm trở hơn, và khi đến gần đến đỉnh núi thì con đường chỉ còn lại vừa một người qua. Nơi đây nếu có người phục kích đánh lén thì dầu dần người đó võ công cao thâm tới đâu cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Mã Quân Vũ thấy cảnh trí như vậy giật mình muốn dừng chân lại. Ngọc Tiêu tiên tử phi thân đến và nói lớn: Thiếu hiệp hãy đuổi theo sát lão đi, đừng để cho lão tẩu thoát. Quân Vũ nghe theo lời phóng mình chạy thật nhanh theo sau Cư Nguyên Phát. Với câu nói của Ngọc Tiêu tiên tử, chàng hiểu rằng Ngọc Tiêu tiên tử muốn bảo chàng bắt lão làm con tin để buộc lão phải dẫn đường. Ngờ đâu Cư Nguyên Phát cũng là một tay cáo già, vừa nghe Ngọc Tiêu tiên tử nói, lão đã lách mình sang một bên khiến cho Mã Quân Vũ chậm hụt. Quân Vũ lại tiến thêm một bước nữa nhưng Cư Nguyên Phát đã mất dạng sau một hốc đá. Quân Vũ sững sờ đứng trân ra đó. Ngọc Tiêu tiên tử vừa chạy đến thấy dáng điệu buồn cười của Quân Vũ, nàng buộc miệng hỏi: Thiếu hiệp sao rồi? Thiếu hiệp để cho tên cáo già ấy trốn đi rồi ư? Quân Vũ mỉm cười bẽn lẽn nói: Ta bất tài đã không bắt được lão ấy, mà còn để cho lão trốn đi nơi nào không biết. Ngọc Tiêu tiên tử sắc mặt biến đổi, nàng có vẻ e ngại cho hoàn cảnh trước mặt. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát nàng lấy lại bình tĩnh và nói: Thiếu hiệp, chúng ta không nên chần chờ nữa, hãy mau rời khỏi nơi hiểm địa này rồi sẽ bàn tính kế hoạch sau. Quân Vũ quay lại nói với Thanh Loan và Ngọc Bích: Chúng ta mai xông ra con đường hẹp này đi. Bốn người cùng một lượt phi thân chạy ngược xuống sườn đồi. Họ chạy được một lúc thì đến quãng đường rộng hơn, nhưng vẫn không thấy một trở ngại nào xảy ra. Ngọc Tiêu tiên tử và Mã Quân Vũ vì công lực khá cao nên không thấy mệt nhọc. Trong lúc đó thì Lý Thanh Loan và Lâm Ngọc Bích qua hai dòng núi, mồ hôi đã toát ra như tắm. Từ vậy họ vẫn không dừng chân. Quân Vũ quay lại nói với Ngọc Tiêu tiên tử: Chúng ta trở xuống núi sao? Đã đến đây dĩ nhiên là phải tìm cho được tổng cuộc của Thiên Long Bang để dự hội chứ. Ngọc Tiêu tiên tử gật đầu: Chúng ta giờ đây không phải xuống núi, là chỉ tránh nơi nguy hiểm để tìm đường lên Đông Phong. Quân Vũ tỏ ý hài lòng nói: Thế thì tốt lắm, nhưng nơi này có thể gọi là tạm thời bớt nguy, chúng ta nên bàn định cách tiến lên. Ngọc Tiêu tiên tử nói: Thế thì các ngươi chậm chân một tí để ta đi trước dò đường xem sao. Dứt lời, Ngọc Tiêu tiên tử phi thân nhảy giọt qua đầu của ba người rồi phóng mình dung dút về phía trước mặt. Lâm Ngọc Bích nãy giờ ở trong lòng cảm thấy nóng nảy, nàng muốn hỏi thăm Quân Vũ về tông tích của Tô Hùng, nhưng trước mặt của Ngọc Tiêu tiên tử nàng không tiện nói ra. Giờ đây Ngọc Tiêu tiên tử đã đi cách đồng bọn, Lâm Ngọc Bích mới có cơ hội hỏi đến. Quân Vũ cảm thấy sự đau khổ của Lâm Ngọc Bích nên sụt sùi đáp: Thu Quỳnh bị rơi vào một tuyệt cốc sâu hơn trăm trượng, với chiều sau đó thật khó sống sót. Ngọc Bích thở dài. Quân Vũ nhìn nàng rồi tiếp lời:
nhưng dưới đáy cốc lại không tìm thấy thi thể của hắn ta. Lâm Ngọc Bích vội hỏi: "Nói như thế có nghĩa là chưa chắc Tô Hùng đã chết sao?" Quân Vũ không muốn cắt đứt mối hy vọng của Ngọc Bích, nhưng nếu để cho nàng nuôi hy vọng thì biết đâu sau này nàng lại thất vọng não nề hơn. Do đó chàng thật tình nói: "Thật khó biết được lắm." Quân Vũ còn muốn nói nữa nhưng Lâm Ngọc Bích đã khoát tay, thở ra một hơi dài, nét mặt thái đi. Nàng nói: "Thôi thôi, không cần sư đệ phải biện luận cái sống chết của Tô Hùng." Thấy cử chỉ bất thường của Lâm Ngọc Bích, Quân Vũ ngạc nhiên nói: "Nhưng Lâm tỷ tỷ bảo ta nói mà." Lâm Ngọc Bích lạnh nhạt lắc đầu: "Nhưng giờ đây ta không cần Vũ đệ nhắc đến chuyện ấy nữa." Quân Vũ mỉm cười nói: "Lâm sư tỷ thật là khó tính quá." Lâm Ngọc Bích không lời nào nói, liền phóng mình về phía trước toan bỏ đi. Quân Vũ vội hỏi lớn: "Sư tỷ, bây giờ sư tỷ định đi đâu?" Nàng nói: "Thế giới bao la, nơi nào cũng có thể an thân lập nghiệp cả. Ta cần gì phải tìm một chỗ nhất định?" Mã Quân Vũ nhìn Lâm Ngọc Bích thở dài và nói: "Sư tỷ đã được Tam Sư Thúc dạy dỗ ơn ấy rất sâu. Hiện giờ thiên hạ anh hùng trong cửu đại môn phái đang tập trung ở Kim Bắc để tranh thắng phụ, giành lấy danh dự cho sư môn. Sư tỷ được may mắn rèn luyện võ công hơn người, dầu cho sư tỷ không muốn nêu danh cá nhân mình đi chăng nữa, ta cũng vì đồng môn mà giúp sức, sư tỷ góp phần đem lại thanh danh cho phái Cung Luân chúng ta. Đó là sư tỷ đã trả chút ân giáo huấn rồi đó." Lâm Ngọc Bích không đợi Quân Vũ nói hết lời, mỉm môi cười nhạt nói: "Vũ đệ và ta đều liệt vào hạng phản đồ của môn phái, đã vậy chúng ta còn mặt mũi nào tham dự công cuộc của sư môn nữa?" Quân Vũ không vui, chàng cau mày nói: "Chúng ta tuy phải rời sư môn, nhưng công dạy dỗ của sư phụ chẳng khác trời cao đất dày. Đại hội anh hùng kỳ này chính là cơ hội cho chúng ta đền ơn, sư tỷ nên nghĩ lại." Lâm Ngọc Bích ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ta tự có cách để báo đền thâm ơn ấy, không cần phải góp mặt trong đại hội anh hùng làm gì. Việc này ta đã nhất quyết rồi, Vũ đệ chớ ngăn cản mà phiền lòng." Dứt lời, Lâm Ngọc Bích quay mình dục chạy đi. Quân Vũ hốt hoảng chạy theo gọi lớn: "Sư tỷ, sư tỷ!" Lâm Ngọc Bích mặt giận hầm hầm, nhưng không rõ ràng đã giận ai. Nàng quay lại và nói lớn: "Mỗi người đều mang một chí hướng khác nhau, Vũ đệ định bắt buộc ta phải chiều theo ý của Vũ đệ sao?" Giọng nói của nàng đầy vẻ gắt gỏng, khiến cho Quân Vũ không dám tiến tới một bước gần nàng. Chàng nghẹn ngào đứng trố mắt nhìn không biết phải nói sao hơn. Lý Thành Loan thấy vậy chạy đến nắm tay Lâm Ngọc Bích và nói: "Bích tỷ tỷ." Mặt của Lâm Ngọc Bích bỗng nhiên dịu lại, nàng cất giọng cười lãnh nhạt nói với Thành Loan: "Loan muội, muội an tâm. Nếu sau này Quân Vũ có đối xử với muội không tốt thì chính tỷ là người không bao giờ dung tha kẻ bạc tình đó." Thanh Loan buồn bã nói: "Muội không muốn rời tỷ tỷ." Ngọc Bích lắc đầu nói: "Không thể được, muội phải theo Vũ đệ, đừng bao giờ rời Vũ đệ nữa." Lý Thanh Loan ngơ ngẩn nhìn Lâm Ngọc Bích: "Trước đây tỷ tỷ hằng hái đến tổng cuộc của Thiên Long Bang, tại sao đến đây tỷ tỷ lại đi nơi khác?" Lâm Ngọc Bích ngạn ngào cất tiếng cười đau khổ mà không đáp. Tiếng cười ấy làm cho Quân Vũ đoán biết sở dĩ Lâm Ngọc Bích đến tổng cuộc Thiên Long Bang là vì nàng hy vọng gặp lại Tô Hùng. Giờ đây nàng nghe tin Tô Hùng đã chết nên thất vọng bỏ đi. Xem thế thì đủ biết Lâm Ngọc Bích nặng tình với Tô Hùng đến bực nào rồi. Mặc dù Tô Hùng đối xử với nàng rất là tệ bạc. Ôi tình ái sao mà quái quăm đến như vậy. Quân Vũ đang sững sờ suy nghĩ thì Lâm Ngọc Bích đã phát lên một tràng cười lanh lảnh như xé không gian. Tiếng cười chưa tan thì bóng của nàng đã biến mất trong rừng xanh. Thanh Loan và Quân Vũ đều sững sờ đứng nhìn theo, không còn ai dám nói một lời nào nữa. Qua một lúc lâu, Thanh Loan mới từ từ ngã mình vào Quân Vũ nói: "Vũ ca, huynh cảm thấy thế nào về thái độ của Lâm tỷ tỷ?" Mã Quân Vũ thở dài nói: "Lòng của tỷ ấy đang lúc rối rắm không thể nào nói được." Đôi mắt của Thanh Loan vẫn theo dõi hướng đi của Lâm Ngọc Bích không rời. Bỗng Quân Vũ nghiêm nét mặt như quyết định một điều gì. Chàng đẩy nhẹ Thanh Loan ra rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Dứt lời chàng xông về phía trước dẫn đường, Lý Thanh Loan nói gót theo sau. Hai người chạy một lúc chưa bao lâu thì đã vượt qua hai đầu núi nhỏ. Đột nhiên nghe có tiếng hét lanh lảnh, tiếp theo là những tiếng vũ khí chạm nhau, nghe chàng chát. Quân Vũ và Thanh Loan giật mình,
Chạy vội đến nơi một gò đất thì có thấy bóng của Ngọc Tiêu tiên tử đang tung hoành giao đấu với một đám đại hán. Ngọc Tiêu của nàng vũ động, tiếng gió nghe dùng dút, thế công của nàng thật là ghê rợn. Tuy nhiên đám đại hán đang dây đánh nàng cũng không có vừa. Mặc dầu võ công non nốt nhưng chúng vẫn bám sát địch thủ không chịu nới tay. Lúc Lý Thanh Loan và Quân Vũ đến nơi thì Ngọc Tiêu tiên tử đã hạ hơn 6-7 tên đại hán rồi. Bọn chúng lớp trước ngã xuống bao nhiêu thì lớp sau lại tràn tới bấy nhiêu. Quân Vũ thấy vậy vội rút kiếm ra hét lên một tiếng xông vào trận chiến. Lúc này võ công của Quân Vũ đã đến mức điêu luyện, nên đường kiếm của chàng vừa tung ra thì đã có một số binh khí của đám đại hán rơi khỏi tay và bay xa mấy trượng. Ngọc Tiêu tiên tử gọi Quân Vũ và nói: thủ đoạn của bọn người này thật là hèn mạt, không có một chút khí phách nào cả. Chúng đã cậy đông hiếp yếu mà còn dùng ám tiễn hại người nữa. Giết chúng đi là phải, không nên nhân nghĩa với bọn này. Vừa nói, Ngọc Tiêu tiên tử vừa quét cây ngọc tiêu về phía trái, đánh liên tiếp 3 chiêu một lượt. Trước mặt nàng đã có thêm 3 tên hán tử bỏ mình. Quân Vũ nghe Ngọc Tiêu tiên tử nói, nhớ lại cái hận lúc nãy bị người ta dối gạt, dẫn vào dũng đầm lầy. Lòng căm phẫn nổi lên, chàng tung mạnh thanh trường kiếm xuất thế đánh ra dùng dút. Loáng mắt thì 6 địch thủ đã bị hạ dưới tay của chàng. Tuy nhiên bản tính của chàng vốn là nhân hậu, đường kiếm của chàng lợi hại nhưng không độc ác. Những người bị chàng hạ đều bị thương ở ngoài da thịt mà thôi, không hại đến sinh mạng hoặc gân cốt. Trái lại Ngọc Tiêu tiên tử là một nữ ma đầu ác nghiệt. Ngọc Tiêu của nàng mỗi khi đánh trúng địch thủ là nhắm vào những chỗ yếu huyệt, cho nên kẻ bị nàng đánh trúng dầu không bỏ mạng cũng bị tàn phế suốt đời. Thanh Loan tay cầm bảo kiếm đứng ở bên ngoài, định ý xông vào giúp cho Quân Vũ, nhưng thấy bọn đại hán bị thương quá nhiều, tiếng rú từng hồi nổi lên thê thảm, nàng động lòng không nỡ ra tay. Vì vậy nàng còn thương hại những địch thủ bị Quân Vũ đã thương nằm rên rỉ ở dưới đất, nàng bỏ kiếm xuống bước đến xé giặt áo băng bó vết thương cho họ. Thật là hành động kỳ dị mà từ xưa đến nay chưa từng ai trông thấy. Bọn đại hán này lâu nay đã làm thủ hạ trong ngũ kỳ phân cuộc Thiên Long Bang. Chúng là những tay giết người, sống trong máu chảy đầu rơi, lòng như sắt đá. Thế mà chúng không khỏi cảm động trước cử chỉ hàm ân và nhân đạo của Lý Thanh Loan. Họ đang đau đớn rên rỉ, nhưng được Lý Thanh Loan săn sóc, tất cả hình như không biết đau đớn là gì nữa. Họ nhìn vào gương mặt đẹp của Lý Thanh Loan như nhìn vào một vị cứu tinh đầy thiện cảm. Quân Vũ thấy sức kháng cự của quân đối phương dần dần giảm bớt và số người tiếp ứng cũng dần dần ít đi. Tuy nhiên họ vẫn không chịu ngừng tay, mặc dầu họ biết chiến đấu càng lâu phần thảm bại sẽ đến với họ càng nặng nề hơn. Quân Vũ chắc lưỡi khen thầm: quy lực của Thiên Long Bang đó dời bọn thuộc hạ quả nhiên là khắc khe. Chàng định dùng hết sức của mình đánh tung vũ khí của kẻ địch để buộc bọn chúng phải đầu hàng. Nhưng chưa kịp thì trước mặt của chàng đã nghe một tiếng thét vang lên: ngừng tay! Tiếng hét như sấm rền đập vào tai của mọi người. Bọn đại hán chưa kịp điều thương đều nhảy lại một bước, cầm ngang vũ khí thủ thế không giao đấu nữa. Quân Vũ ngửa mặt lên thì thấy cách chàng hơn một trượng thấp thoáng một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông lão đó chính là khai bia thủ Cương Nguyên Phát. Cương Nguyên Phát vừa biến mất đi rồi, bây giờ lại hiện ra làm cho Quân Vũ ngạc nhiên không ít. Thì ra khi nãy lão đã lợi dụng lối hẹp phóng mình đi trước, chui vào một con đường bí mật thông dơi tổng cuộc của Thiên Long Bang. Bây giờ vì được lệnh của Tô Bằng Hải nên lão mới trở lại. Cương Nguyên Phát quét mắt nhìn qua bọn thủ hạ của Thiên Long Bang đang bị thương nằm ngổn ngang ở dưới đất, rồi khoát tay cười lớn nói với Quân Vũ và Ngọc Tiêu tiên tử: hai vị không đi đường chính mà lại xông vào lối tắt, khiến cho các đệ tử của Thiên Long Bang tưởng lầm hai vị là gian tế. Chúng không tự lượng sức mình chết như thế là đáng lắm, nhưng về phần hai vị là kẻ cao thủ giang hồ mà lại sát hại kẻ dưới tay, thật là một hành động đáng trách đô. Ngọc Tiêu tiên tử thu Ngọc Tiêu về, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối ở trên trán, rồi cười ha hả nói: các người cậy đông hiếp yếu lại tìm mưu ám hại chúng ta, hành động ấy ta tưởng còn bỉ ổi hơn nữa. Nhất là lúc các người chỉ la ó cậy tài mời cửu đại môn phái đến tranh tài mà lại sợ sệt người anh hùng trong thiên hạ, âm mưu hại lén người ta. Ta tưởng rằng
không còn chuyện nào đê tiện hơn nữa. Cơ Nguyên Phát vốn tính nóng, nếu bình thường lão nghe Ngọc Tiêu tiên tử nhạo báng như thế thì lão đã nổi giận rồi. Nhưng giờ đây lão dâng lệnh của Tô Bằng Hải đến chiêu dụ hai người, vì vậy lão dằn cơn giận cười qua lo rồi nói: Thiền Lồng Bàn chúng tôi có nhã ý mời cửu đại phái mà thôi, còn những người ngoài môn phái thật bổn bang chủ chưa có ý định mời đến. Cô nương hôm nay quá bước đến tệ bàn, xin cho biết cô nương thuộc môn phái nào. Đây là một câu nói khích mà Tô Bằng Hải đã có chủ trương chọc tức Ngọc Tiêu tiên tử, vì trước đây Thiên Long Bang đã có nhiều lần chiêu dụ Ngọc Tiêu tiên tử vào bang cuộc, nhưng nàng nhất quyết không nghe. Ngọc Tiêu tiên tử là một ma đầu từng xuôi ngược giang hồ, đâu có lạ lùng gì âm mưu của kẻ địch. Nàng hiểu ngay rằng Tô Bằng Hải muốn trêu tức nàng để rồi quyến rũ nàng vào trong bang cuộc, vì vậy nàng ứng tiếng đáp ngài: Cơ Nguyên Phát, ngươi đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa. Nếu Ngọc Tiêu tiên tử này mà gia nhập vào Thiên Long Bang thì cái chức hắc kỳ phân cục của ngươi đó ta xem như đồ bỏ. Cơ Nguyên Phát nổi tức, hàm râu bạc dựng ngược lên, rồi lão thét: Nữ ma đầu, ngươi đừng có nói phách nha. Ngọc Tiêu tiên tử cất giọng cười ngạo nghễ: Nếu ngươi bảo ta nói phách thì cứ thử đấu với ta một trận xem đi, tài nghệ của bản cô nương này còn đáng để cho ngươi kính phục hay không? Cơ Nguyên Phát lên tiếng nói: Nếu người muốn đánh dưới ta thì đợi đến lúc so tài, chúng ta sẽ đấu trước mặt quần hùng. Còn bây giờ ta là kẻ tiếp khách, không có cho phép ta hành động như vậy. Ngọc Tiêu tiên tử quay sang Quân Vũ nói: Thiếu hiệp, trong ngũ kỳ phân cuộc của Thiên Long Bang chỉ có lão già này ác hiểm hơn hết, thiếu hiệp cần phải để ý đề phòng lão này mới được. Mã Quân Vũ nói: Tỷ tỷ chớ lo, hắc kỳ phân cuộc Cương Nguyên Phát đã từng gặp ta mấy lần rồi. Cương Nguyên Phát cười hề hề nhìn Quân Vũ nói: Thần pháp và kiếm thuật của Mã thiếu hiệp lão phu đã từng lãnh giáo qua rồi, thật là cao diệu. Lão phu ước mong trong kỳ đại hội anh hùng này thiếu hiệp ráng trổ tài mà bảo vệ thanh danh của phái Cùng Luân nha. Quân Vũ thấy Cương Nguyên Phát dùng lời lẽ nhã nhặn đối đãi với chàng, tuy biết lão này là có âm mưu, có nhiều thủ đoạn, nhưng chàng cũng phải giữ lễ để mà đáp lại. Đa tạ cư phân cục chủ đã có lòng lo lắng đến phái Cùng Lưng chúng tôi. Cư Nguyên Phát lại vui vẻ nói: Nơi đây cách tổng cuộc bàn của chúng tôi không xa, xin hai vị hãy cố gắng nhẫn nại một chút. Dẫu hai vị trong lòng có tức giận ta tới đâu đi chăng nữa cũng tạm thời hỉ xả cho. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 8 rồi, cách ngày đấu kiếm còn 3 hôm nữa. Thời gian trôi qua như chớp mắt, lúc ấy chẳng những hai vị muốn khiêu chiến với bất cứ một người nào trong Thiên Long Bang chúng tôi, mà còn có thể giao đấu với cả những người trong cửu đại môn phái nữa. Mã Quân Vũ lên tiếng hỏi: Hiện giờ người trong cửu đại môn phái đã đến đầy đủ chưa? Cư Nguyên Phát lên tiếng nói: Họ đến gần đủ mặt. Dùi thai nơi dùng quan sơn của chúng tôi được dịp hân hạnh tiếp đón quần hùng. Giờ đây xin mời hai vị theo tôi đến ngân tình cát của bổn bang nghỉ ngơi, và cũng để dưỡng sức chờ ngài thi thố. Mã Quân Vũ muốn theo gót Cư Nguyên Phát nhưng e ngại vô cùng. Chàng không sợ Cư Nguyên Phát lừa phỉnh chàng để ám hại, nhưng chàng ngại tại ngân tình cát sẽ gặp đủ mặt cao thủ giang hồ trong cửu đại phái. Nếu chàng cùng đi với Ngọc Tiêu tiên tử thì sẽ e thiên hạ hiểu lầm chàng. Chàng muốn tách rời Ngọc Tiêu tiên tử ra, nhưng không có cách nào để nói cho Ngọc Tiêu tiên tử hiểu rõ nỗi lòng của chàng lúc này. Quý thính giả thân mến, Tiên Hạc Thần Châm phần 69 của tác giả Ngọa Long Sinh đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 70 tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Xin tạm biệt.